Mỹ nè. Người ta nói là đếm cái vòng này nè, cái này mình đếm thấy cho nó cũng chắc cũng 50-60 vòng, thấy là quá trời vòng luôn mà. Mỗi một vòng là một năm, như cây này nó 50-60 năm mà, 50-60 tuổi không chừng, quá trời vòng luôn á. Mỗi một năm là nó có một cái vòng đây nè, vòng. Cái vòng không? Đó. Với Mỹ á, to lắm á. Thủy nó lớn à. Thủy nó lớn nè. Góc đủ cái cột tóc này già lắm à. Góc này những khi 4-50 năm mà không chừng. Trồng 2 đời, 3 đời cha trồng con hưởng á. Mà ông nội trồng cho cháu hưởng. Nhôm á, gỡ ra thì nó sẽ bị dập nhánh á, là cắt bỏ luôn. Không sai là nó phải hy sinh vậy đó. Là những cây đẹp này, khi mà cây này tốn biết bao nhiêu ký nhôm dây quấn mà nói thì giá trị nó rất là cao. Bú sữa nè, cây cận thang những cái cây mà nghiêng nghiêng á, gọi là trực lắc á, thì nó lắc bên nào thì nó sẽ bù trừ lại bên đó là lại ha. Như ví dụ cây bên đây ha, nó lắc ở phía bên đây thì phải có một cái gì nó kéo ngược lại để nó cân đối á, nó là quy luật á, quy luật bù trừ. Còn nếu mà cây lắc bên đó mà ngã xuống nữa thì nó rất bớt à, nó không có bù trừ nữa được. Cây này là cây gì đây? Gai rất là nhiều đây. Cái này cái gì? Cây trên núi không chừng. Gai dữ lắm. Đây cây sam á. Sam đẹp nè, trực lát đây ha. Cây nó ở bên đây, nó dèo bên đây ha. Nó bù trừ lại. Cây bên đây thì cũng vậy, nó này ở bên đây thì nó bù lại bên đây ha. Nó bù trừ. Sam 86 lá nhỏ, lá sông hình, sông hình này bông lớn rồi, này muôn hình vạn trạng, không có cây nào giống cây nào hết, cả trăm cây cả ngàn cây không có cây nào giống cây nào hết. Lại ha, này già lắm rồi.
Cây mai chữ thủy à. Đây là cây lộc phừng đó, nhìn thấy rất đã. Ngon ở cục cục luôn à. Quá dị lắm á, người ta cắt cái nụ tròn đây nè, sao tạo được này ta, uống tròn luôn. À, này uống giống như cái bông sai bình định, mai bình định vậy á, cây nhỏ đây, ta uống nụ tròn lên nè, đấy, lên đây là cắt ngang đây, không uống được ta cắt luôn ha, cắt với cắt rất là lớn rồi, nó xoay tròn. Xa mà ta chơi lũa này nha. Cái lũa này mà người ta không có bôi keo vào này, cái lũa này nó bị chết luôn. Bôi keo này. Từ cái phần rễ đây nè, nó còn có tí xíu nó bám rễ hay thôi, cái chậu nhỏ xíu rồi. Lên cái da này, kéo lên trên luôn. Nuôi nguyên cái nhánh bự vậy là bự luôn ha. Đây, này là tự nhiên á, người ta làm theo phong cách tự nhiên, bị sương gió vùi dập á.